Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả anh em yêu thích và đam mê hoa lan rừng đã đến với kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay giới thiệu với các bạn, đây là những cái đơn hàng hoàng thảo kèn, hàng chuẩn của rừng Lai Châu. Thì những cái đơn này thì đến hiện tại bây giờ thì là không có hàng ở ngoài tự nhiên mà khi mới khai thác về các bạn nhé. Vì đây là những cái giò hoàng thảo kèn này là mình sưu tầm cách đây là cũng là được khoảng 3 năm rồi. Đấy, cây nó có thể là hoa rất là ok. Đấy. Như vậy là mình sẽ chia sẻ cho các bạn, cho tất cả anh em đam mê trên mọi miền tổ quốc vào cái thời điểm này. Lý do tại sao thời điểm này mình mới chia sẻ cho các bạn là vì là cây bắt đầu là đứng ngọn, để các bạn nhìn rõ hơn về cái độ phát triển của cây. Và cái thân lá đây hoàn toàn là tự nhiên, mình không có phân bón hóa học gì đâu các bạn nhé. Đấy, như vậy thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn hôm nay là 3 giò. Mình đánh dấu đây là giò nhiều thân nhất là số 1, giò số 2 và giò số 3. Thì đây là giò số 1 thì bao gồm là mình sẽ đếm cụ thể luôn cho các bạn là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bảy, tám, chín, mười, mười một. Đây là 11 thân các bạn nhé. Độ dài của thân ngắn nhất, mình đếm đây, thân ngắn nhất là khoảng 20 phân. Và thân dài nhất là độ khoảng 1, 2, 3, 60 phân. Đấy. Như vậy thì các bạn có thể nhìn tổng thể, đây là một cái giò kèn có thể nói là cực kỳ đẹp và phát triển rất là khỏe mạnh, tốt. Và những cái mắt ngủ ở gốc cây này mình để nguyên chứ mình chưa có kích quắc gì cả. Tức là mình không có kích thuốc gì cả để cho các bạn về, các bạn có thể kích ra được thêm mầm để cho các bạn có thể thêm có giống. Vì đây là mình trồng hoàn toàn tự nhiên, cho nên là mình chia sẻ cho các bạn là như vậy. Giò 11 thân này mình bán với giá là 5 triệu. Hôm nay là bán chia sẻ và để cho anh em có được những cái giò hoàng thảo kèn chuẩn và rất là đẹp. Các bạn về có thể là tách ra hoặc là cắt như này cũng được. Đây, cắt chia làm đôi cho vào chậu cũng được. Đấy, giò này mình bán 5 triệu cho anh em. Tiếp theo nữa là giò số 02, là một trong những cái giò rất là đẹp và có độ thân rất là ok, rất là ổn định, khỏe và mỡ màng, hoàn toàn tự nhiên các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là nó rất là tự nhiên. Đấy, các bạn nhìn đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Đây, giò số 02 này có 2 thân, độ dài được khoảng 30 và một thân được khoảng 50. Hai thân này anh em lấy sưu tầm mình để là 500.000 đồng để cho các bạn sưu tầm. Đấy, hôm nay là đơn hàng đầu tiên trong cái vụ mùa đầu này để mình bán để chia sẻ cho các bạn anh em. Đấy. Tiếp nữa đây là đơn số 03 thì gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 thân các bạn nhé. Đấy, cái này là 9 thân. Thì mình để cho các bạn là 1 triệu 700 nghìn đồng. Đấy, vừa bán vừa tặng. Ngày hôm nay là phiên đầu tiên của cái mùa kèn của mình, hàng chuẩn của rừng Lai Châu tại vườn. Chia sẻ cho anh em để anh em đam mê. Vừa là để biết được đến những cái dòng hoa lan thông thường nhưng mà rất là đẹp, một thời vang dội của Lai Châu và sau đó là đã được khai thác rất là cạn kiệt. Đấy, đến nay thì chỉ còn lấy được hàng chuẩn ở tại những cái khu vườn, ví dụ như khu vườn của mình và một số anh em khác ở khu vực Lai Châu. Đấy, còn lưu giữ được thôi. Đấy. Như vậy là mình có 3 giò, anh em lấy cả 3 giò thì mình có thể là mua 2 giò tặng 1 giò 2 thân. Mua giò số 1, số 3, tặng giò số 2 các bạn nhé. Đấy. Như vậy thì cho nó dễ. Và anh em nào lấy cái thì hãy đi thông tin trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0987 829 002. Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Vâng, rất cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả anh em đã thường xuyên theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.